liên quan bài viết ký nhận tiền thưởng nhưng chỉ được vỡ học sinh ấm ức khi đi đổi lại càng ấm ức hơn phụ huynh mong muốn làm rõ giá trị thực của cuốn vở bà H là phụ huynh một học sinh nói chúng tôi không vì giá trị cuốn vở mà cần sự trung thực trong môi trường giáo dục đây còn là phần thưởng của các con lại càng nên trung thực để các con noi gương bà H cho biết thêm vụ việc được phát giác khi học sinh chê chất lượng vở nên ít em dùng các phụ huynh đi nhiều nơi ở Đà Nẵng đều được trả lời không bán loại vở này vì chất lượng giấy mỏng, ít người mua. Khi nghe hỏi mua để đi từ thiện, một đơn vị cung ứng sĩ văn phòng phẩm báo giá, đây là vở Tân Tiến 96 trang, 80 gram trên mét vuông, giá mỗi cuốn 6.000 đồng nhưng phải đặt trước mới có hàng. Cô M là giáo viên trường trung học phổ thông Thái Phiên cho biết, trước bức xúc của phụ huynh, nhà trường đã tổ chức một buổi họp bất thường ngày 25 tháng 1 năm 2024. Buổi họp diễn ra hơn 150 phút vẫn không làm rõ được vấn đề ai là người đi mua vở và giá mỗi cuốn là bao nhiêu. Tháng 3 năm 2024, một số giáo viên kiến nghị lên Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cùng với nhiều bằng chứng dấu hiệu sai phạm khác của hiệu trưởng. Tháng 6 năm 2024, lãnh đạo sở có công văn phản hồi từ kết luận của thanh tra sở. Theo đó, hiệu trưởng là ông Nguyễn Bá Hảo có hợp đồng số tiền mua vở là 138,4 triệu đồng, số lượng 13.840 cuốn, đơn giá 10.000 đồng một cuốn. Ông Hảo trực tiếp quyết định và thực hiện mua vở, không thực hiện đấu thầu theo quy định. Lãnh đạo sở phản hồi việc cho học sinh ký nhận tiền mặt mà nhận vở là không đúng theo hồ sơ thanh toán. Do đó, yêu cầu ông Hảo hoàn trả toàn bộ số tiền 138,4 triệu đồng cho những học sinh đã ký nhận tiền nhưng lại được nhận vỡ.